Khoan Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhà tạm trị giá 2 triệu đô la đã bị đánh cắp từ nhà thờ Brutley đã được giữ an toàn trong 125 năm bởi một hệ thống an ninh sáng tạo. Vào cuối những năm năm 1890, những người trong coi nhà thờ đã có một chiếc két sắt được xây dựng xung quanh nhà tạm để đóng mở khi cần thiết. Biện pháp này được coi là một kỳ tích của sự đổi mới công nghệ trong thời đại đó. Vụ trộm nhà tạm từ một nhà thờ ở Brooklyn, New York là vụ mới nhất trong vụ trộm cắp và xúc phạm các nhà thờ công giáo diễn ra trên khắp thế giới trong những năm gần đây. Cha Frank Tumino, một tử của nhà thờ Augustino, đã phát hiện ra rằng nhà tạm bằng vàng và bạc đã bị đánh cắp vào hôm thứ Bảy. Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết những kẻ trộm đã sử dụng các công cụ điện để cắt mở vỏ kim loại bảo vệ nhà tạm. Bánh thánh đã được thánh hiến nằm giữa đống đổ nát và những mảnh vụn kim loại được tìm thấy trên mặt đất khiến tội ác này trở nên đặc biệt nghiêm trọng hơn cả những vụ đập phá các bức tượng và hành động phá hoại khác. Điều này thật tàn khốc vì nhà tạm là trọng tâm của nhà thờ ngoài việc thờ phượng của chúng tôi. Đó là nơi lưu giữ mình thánh Chúa Kitô, bí tích thánh thể. Một tên trộm đã vào không gian linh thiêng nhất của ngôi nhà thờ xinh đẹp của chúng ta và đó là một hành động thiếu tôn trọng ghê tởm. Tuy nhiên, vụ trộm nhà tạm lịch sử đã gây xôn xao dư luận không chỉ vì sự xúc phạm nhà thờ mà nhiều khả năng là vì nhà tạm được cho là giá trị 2 triệu đô la, một con số đáng kinh ngạc. Khi nhà thờ Thánh Augustino được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, người ta không tiếc chi phí để dựng lên một cung thánh ngang với những thánh đường lớn của châu Âu. Nhà tạm dùng để đựng mình thánh chúa cũng được chế tác theo cùng một phong cách lớn đó. Vào những năm năm 1880, khi giáo sứ Thánh Augustino phát triển hơn, nhà thờ tạm được xây dựng để đáp ứng sự hiện diện ngày càng tăng của công giáo ở Brutli. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong số các đồ trang trí tinh xảo của ngôi thánh đường là nhà tạm tinh xảo, là trung tâm của nhà thờ, được chế tác bằng vàng và bạc 18 carat. Nhà tạm được trang trí bằng những viên đá quý. Theo trang web của nhà thờ, tất cả kim loại và đá đến từ tiền xu và đồ trang sức do giáo dân quyên góp. Những người trong coi nhà thờ Thánh Augustino nhận thức rằng nhà tạm của họ sẽ là nơi cám dỗ những kẻ trộm cắp. Người ta quyết định rằng một hệ thống an ninh đặc biệt sẽ cần được xây dựng xung quanh nhà tạm để bảo vệ khỏi trộm cắp. Như anh chị em giáo dân vẫn có thể thấy được trong thánh lễ. Hệ thống an ninh sáng tạo đã được giới thiệu trên tạp chí The Electric World ngày 15 tháng Giêng năm 1898 một tạp chí hàng tuần ghi lại những tiến bộ trong công nghệ điện bài báo an toàn chống trộm hoạt động bằng điện mô tả chiếc két sắt được bắt vít vào chiếc khói bằng đá cẩm thạch chạm khắc xung quanh nhà tạm các tấm kim loại rắn trượt trên các ổ bi được điều khiển bởi một động cơ đặt trong tầng hầm của nhà thờ và đóng mở xung quanh nhà tạm két sắt được làm bằng các tấm thép dày một in và tạo thành ba lá. Mỗi lá kéo dài 120 độ về trục của hình trụ và uốn cong từ đỉnh đến một điểm ở đỉnh của mái vòm. Những chiếc lá này được bao phủ bởi vàng lá và không có dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh và sự vững chắc của chúng. Các lá cuốn rất nặng được gắn trên các ổ bi và ổ lăng, được quay bằng bánh răng con sâu được chế tạo kiên cố, đặt bên dưới bàn thờ và được truyền động bằng dây đai từ một động cơ trong tầng hầm. Bài báo giải thích cách hệ thống an ninh quản lý để bảo vệ nhà tạm trong hơn một thế kỷ. Nhiều bộ phận của cơ cấu này được kết nối với mạch cảnh báo trộm. Mạch này chạy đến đồn cảnh sát gần nhất để can thiệp vào bất kỳ thiết bị nào trong bộ máy sẽ ngay lập tức gửi báo động. Sàn của két an toàn được gắn trên sợi lưu hóa và được ngăn cách bởi một khoảng hở rất nhẹ so với các bức tường thép về nó, mọi nỗ lực ép tường sẽ khiến cả hai tiếp xúc với nhau, đồng thời đóng mạch cảnh báo trộm và bất kỳ hành động khoan tường nào cũng sẽ tác động tương tự, thông qua các vụn sắt sẽ rơi qua khe hẹp. Bằng cách này trên thực tế, khả năng miễn dịch hoàn hảo khỏi bất kỳ nguy cơ thiệt hại nào được bảo đảm. Theo cha Tumino những tên trộm đã vô hiệu hóa hệ thống giám sát trong vụ trộm. Kính thưa quý vị và anh chị em, một phát ngôn của giáo phận Bradley không thể xác nhận liệu hệ thống an ninh ban đầu của thế kỷ 19 có còn được kết nối với sở cảnh sát hay không. Cô cho biết, cho đến chiều thứ ba, nhà tạm vẫn chưa tìm được.